mấy mạng bao đời. Thì thôi là tới luôn bác tài ơi, Đà Nẵng Gia Lai nào. Này lại sớm thế hả? Nay thứ bảy rảnh lại sớm. Đi nè mọi người, chào Võ Trần, chào Võ Trần. Qua luôn. Thôi Phong thôi khỏi này à. Ok Phong. Ok Phong. Ok Văn Lâm nha mọi người. Qua luôn mọi người, tới nè. Đi luôn đi luôn. Hello Nguyễn Thịnh Nhân nha mọi người, chào em nha. Lên luôn mọi người ơi, tới luôn. Đi luôn là đi luôn, đi luôn. Dính đèn không? Không dính thì qua luôn chứ ngại gì. Xe anh tới Hội An rồi em ơi, Hội An rồi. Đang vô, đang vô. Tới luôn, qua luôn mọi người. Xe Đà Nẵng Gia Lai đang chạy Gia Lai A03. Chào Trần Huy An nha. Hello Trần Huy An. Qua luôn, hello Huy An nè. Vô luôn mọi người, qua luôn. Lên luôn là lên luôn bác tài ơi. Đà Nẵng Gia Lai đang chạy đây. Từ từ từ. Lên. Lên luôn. Vô luôn, vô luôn. Bình thường nha Võ Trần ơi, bình thường nha. Xe tới Hội An rồi, Quảng Nam đang vô. Xe đi từ Đà Nẵng Gia Lai tới Hội An rồi, đang vô. Đầu tư bộ này hay quá, bình thường mà. Nói chung ai có máy tính sẵn thì chơi cái này, chơi game này dễ thôi. Còn ai mà chưa có máy tính đầu tư cái này nặng lắm. Qua luôn mọi người. Qua luôn, tới luôn. Xe đâu mà lắm thế. Qua. Ấy 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 mày hướng bưởi, xi nhan chi vậy, đứng im đi, qua đi, chạy đi. Này thì Lambo nè. Lamborghini cũng đụng luôn á chứ. Qua luôn mọi người đi. Đi luôn là đi luôn, đi luôn. Trung thu vui vẻ hả? Trung thu thấy bình thường. Trung thu cũng bình thường. Đường trong là do anh hơn. Qua luôn, chào Gia Huy nha, hello Gia Huy. Chào Tuấn Khanh nha mời, chào em nha. Trời, xe đắt tiền rồi anh ơi, trời thôi chứ rồi sao. Tự nhiên chạy mà nó quẹo quẹo chi, cho đụng nó chi vậy. Biết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây. Phần em 12 bên nước, đục trong là do anh hết. Chào Minh Đức nha mời, hello em nha. Không, trung thu này hết trung thu rồi, lớn rồi, trung thu gì nữa. Chị Google hôm nay đi chơi rồi hả? Anh không thấy đọc mà. Ồ, hay quên he. Google đi đâu rồi? Chào Hậu Idol nha. Google nay đi đâu ta? Không thấy Google đọc ta. Quên thiệt, nãy giờ quên con Google luôn, nó quên đọc luôn rồi. Quên ta, để kiếm Google lại chứ. Chào Nguyễn Phong nha em ơi, chào em. Mày Google đi đâu rồi? Google đi chơi trung thu rồi. Google đi chơi trung thu chưa về luôn mà. Google này đi chơi trung thu không về, chịu quá. Nó đi chơi dữ trời, không chịu về luôn trời. Đọc đi má. Đọc, nhanh mày, đọc mày. Mẹ Google cực kỳ cục. Đây, đọc đi. Alo.
không đọc mọi người à. Chào Bảo Ngọc nhá. Ở được, Google này đi chơi chưa về? Đi chơi trung thu chưa về ơi? Google này, hello Trần Nhân nhá. Mé nó đi chơi trung thu nó chưa có về mọi người à. Bắt nó đọc nó không có đọc. Kêu nó đọc nó không có đọc mọi người à. Nó đi chơi trung thu chưa về? Vãi nịt. Thôi tao chịu á. Bấm cái gì nó cũng không ăn thôi chứ. Chạy đi má, đọc đi má. Thôi má nghỉ đi, má đi vô trung thu luôn đi. Má Google đi chơi trung thu rồi, không có về rồi. Thôi chịu. Google này đi chơi trung thu chưa về? Hello Trần Đại Thắng nha, chào em nha. Google này đi chơi trung thu nguyên đêm chưa có về? Nó không đọc mình lượn luôn mà. Chào Ca Sam nha, hello em nha. Nó đi chơi trung thu nguyên đêm luôn rồi, không chịu về hả? Còn ngủ à? Ai mình đọc mình tự đọc thôi. Và luôn mọi người tới luôn. Google nó đi rồi em, Google đi chơi trung thu không có chịu về em ơi. Ở đâu? Vậy ba, ba làm tôi giật cái mình, ba đang tính vượt rồi ba. Đang tính vượt làm giật cái mình mọi người. Chào Thuận Trần nhá. Đang tính vượt mà làm giật cái mình không công an đấy kìa. Qua đi bác. Qua. Hổng qua thì mình qua. Lên luôn. Tới luôn mọi người, đi. Vô luôn, đèn đỏ luôn. Chịu rồi đi chơi trung thu rồi, không chịu về rồi. Bữa này đi chơi trung thu không chịu về rồi. Hello Thuận Trần. Thôi luôn, qua luôn mọi người. Hello Tràng Đạt nha, chào anh. Chịu gồ đi chơi, tối chơi dữ quá mọi người nha. Tối chịu gồ đi chơi trung thu dữ quá nên là Google không có về đọc bình luận luôn. Cảm ơn Phúc Hải à, chào Phúc Hải à. Nắng thế bay, ăn cái chi mà nắng dữ vậy bay. Lên. Qua luôn mọi người, tới luôn. Hải Vân, Đà Nẵng, Gia Lai, A43 43P02373. Qua cây xăng Bình An luôn. Chịu rồi đi nhà nghỉ tối, chưa chịu về. Đèn đỏ luôn rồi, chịu rồi đi chơi chú cùi à. Lại chịu rồi đi chơi với trai rồi, chưa chịu về nữa, nó chịu rồi. Làm miếng nước mọi người nhá. Đua không? Xe đâu mà đông dữ trời. Người xe đâu mà lắm thế. Hello Hoàng Xuân Hùng nhá, chào em nhá. Lắm xe thế nhờ. Mấy ba cho nhường cho qua cái mấy ba. Xe đâu mà lắm thế. Lấy len quẹo ra. Đổi len quẹo trước rồi đó. Ui giời ơi, qua đi mấy bác ơi. Rồi luôn. Tới luôn đi, luôn đi, luôn đi, luôn. Đi thôi là đi thôi, chịu rồi, thua rồi. Qua luôn, tới luôn, nèo đi nèo. Ok, hậu idol nha, ok em.
Hello Nguyễn Thành Nam em ơi, chào em nhé. Từ từ thôi, đèn đỏ đèn xanh rồi. Qua luôn mọi người, tới luôn. Quẹo luôn. Quẹo luôn đi luôn. Anh trai Thành Đô, anh có thương thiệt không? Có like nhiều, tương tác nhiều, like share nhiều mới có fan cứng nha. Có like tương tác đều, like theo dõi vô mới có fan cứng. Game này là game lái xe nha em ơi. Có ghi bình luận tăng tên game của phần live stream nha. Đến tuổi lấy chồng sẽ đồng thế bay. Qua đi nào. Đi luôn nghèo, tới luôn nghèo. Thương là thương nhiều không? Qua luôn bác tài ơi. Lắm thật sự. Anh được. Đi. Luôn mọi người ơi, qua ý trời ơi, qua luôn mọi người, tới đi luôn, tới luôn nào. Nó ăn vạ luôn rồi, đúng rồi, nó ăn vạ luôn rồi, ăn dạ luôn. Tới luôn mọi người. Qua luôn mọi người, tới. Anh không có nhận làm nhà xe em ơi, lộn người rồi em ơi. Anh đâu có nhận làm nhà xe đâu, nhà xe tự do, tới xe nào đi xe nấy thôi. Mình không có nhận làm xe nào. Từ từ thôi. Úi trời ơi, từ từ, đợi tí bác tài ơi. Số quá chết chê hả? System ready running. Load setting successfully. Nghe cái này có phải hiệu hiểm nè. Không được. Chị Google, bắt đầu đọc bình luận. Bắt đầu đọc bình luận. Được rồi. Bắt đầu đọc bình luận. Bắt đầu đọc thôi, lát. Bắt đầu đọc bình luận. Thôi má, được rồi má. Ngồi ngồi đọc rồi đó. Anh nào muốn làm hú đăng đại à? Ừ, muốn làm hú đăng đại đi chứ mình không có làm. Mệt lắm. Làm mệt lắm em. Làm mấy cái xe đó mệt lắm. Chào Hưng Phát nha. Làm mấy cái đó rắc rối lắm, mệt lắm. Được cái gì đâu em, mình không được gì hết á. Nhà xe tự do theo ý của mình là được rồi. Hello Hiếu Nghĩa nha, chào em nha.
ở luôn rồi, rồi. Đây luôn. Qua đập đá về ngáo luôn à, xe Google ha. Ờ, Google ngáo luôn rồi em. Má, anh hỏi người ta chỉ cho anh cách fix lỗi đó mà, mới sửa. Mới hỏi anh chủ Google nên là chỉ cách fix cho hiếu nghĩa nha. Trời ơi Lương. Hello Hồng Phúc nha, chào em. Ờ anh mới kêu rồi em ơi, anh mới kêu Google dạy rồi em, tối qua đi chơi trung thu quá mà. Mới kêu nó dạy rồi đó. Tối chơi trung thu nhiều quá là vậy đó. Đây luôn. Tới luôn mọi người. Đờ cây Google thắng như vậy anh. Thắng Google 250 em. Tại mất em, mất trung bình, mất cao, mất thấp đồ nhiều lắm em. Anh xài mất thấp nên là 250, mất cao 350, mất cái VIP thì tầm 500, nhiều lắm. Nhiều loại lắm. Mình thuê nó mà, mình thuê nó thì mình có gì mình báo, mình xin lỗi nha lắm. Chào Tỷ Bình nha. Hello Tỷ Bình. Rồi, tỏ luôn. Tình tình đi thôi, đi thôi. Tới nào bắt tay. Alo mọi người ơi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, từ từ, từ từ. Hôm nay anh Google đâu? Anh Google à, không có anh Google, không có xài anh Google. Anh Google nghe giọng không hay. Nghe giọng chị Google hay hơn. Chào Khanh Hồn nha. Giọng chị Google hay hơn chứ. Qua luôn mọi người, tới nè. Đồ. Tới luôn. Tới luôn bác tài ơi. Đây nè mọi người ơi. Qua luôn tới nè mọi người. Tiêu đề đó Tỷ Bình ơi. Tiêu đề chữ đó em. Người nào trao anh tấm thiệp hồng. Quá luôn. Anh Google đọc chậm thôi. Chịu quá. Võ Anh Thu Lan, chào anh Nhân nha. Ừ, chào em. Qua cái mấy chú. Mấy chú có cho con qua không vậy? Alo, cho tôi qua chứ. Hoa lá chùa bông, em đây chưa chồng. Anh có bằng lòng. Tới luôn. Chào anh Nhân Gamer. Chào em. Mấy bác cho qua cái coi, mấy bác chạy như đường mấy ba vậy. Mấy ba chạy như đường mấy ba để lại sao á. Nó kèn mà nó không cho qua mọi người. Ờ qua đi. Nữa đi, đi đi. Chỗ. Chỗ. Lên luôn. Không cho qua nè. Đây luôn ấy, xe nào mà đông dữ trợ. Phùng Hư, nay anh lai sớm thế. Bình thường mà em ơi, rảnh thì lai sớm thôi. Rảnh thì lên sớm luôn.
2373 là luôn. À, ông ba là ở An Khê à ta hả? Chắc vậy á, nằm trong Gia Lai á, nó nằm trong khu vực Gia Lai á, chứ anh không có rành, tại vì ở trên này là Tây Nguyên rồi. Ba là ở An Khê à ta? Ở quốc lộ 1 á, quốc lộ 1 anh còn rành, chứ trên đó là anh thua á. Quốc lộ 1 là anh rành thôi. Xe này quen mà, có idol mà, idol của anh thôi chứ idol cũng không có chơi TikTok nhiều. Idol này chỉ là quen biết. Lâm Vũ, hẹn á, vô cabin đi anh. Quen biết thì mình hẹn giao lưu được đó. Anh đâu có lát cabin đâu em ơi, cabin ít người coi lắm em ơi. Cabin ít người coi lắm, không được mấy người coi đâu. Đó, đụng vô nữa. Xe qua mày. Qua mày, tới mày. Đó, cabin nè. Đó, cabin ơi. Đúng rồi, mấy người nói chung là mấy cái vùng tên Tây Nguyên là đặt thấy mệt rồi. Như Đắk Lắk nè, EK nè đó, EK đặt còn dễ chứ. Game gì vậy anh ạ? Game lái xe. Game lái xe, đụng. Game gì vậy anh? Đụng xe mình nó có nghiêng không kìa. Vô, lắc, cái xe nó có nghiêng kìa. Là bên Facebook trắng thế nhờ. Chắc tôi qua bên YouTube tôi là tôi ở bên mình chơi ít bữa mới về á. Qua buồn làm clip bên YouTube. Kêu anh em ủng hộ. Này anh không like với anh Hải hả? Anh hả? À, anh đâu có like đâu em, anh không like cái tuần nay luôn em à. Cái tuần nay rồi chứ không phải là nay đâu em. Nha, là like với anh Hải là like chạy on cho vui thôi em, còn anh chạy bình thường thôi. Ốc cờ leo bến xe miền đông mà chắc vậy rồi. Ừ, không sai lệch nghe mấy năm rồi. Giờ mới tới Quảng Ngãi mà. Thế là cái xe mình đề ba nó có nhúng nè. Tùy phiên bản chứ sao. Nó nhúng qua nhúng lại nè, đảo xe cũng như thật ấy chứ. Có đảo chứ. Anh lại thử bên TikTok à, TikTok là mình có tiền. TikTok like mình view không có em ơi. TikTok like à. Anh like thử bên TikTok em. TikTok like thì chỉ gọi là like chơi thôi. Còn chưa có mở like bên PC. Còn TikTok like nó có tiền đâu. Facebook like có tiền. Còn YouTube cũng đỡ. YouTube thì lâu hơn. Không nha Phong này ơi, bên anh làm em. Skin skin bên anh làm hơi bị nhiều em ơi, còn đăng đại mua lắm. Bên anh đăng đại ít khi mua lắm. 5 thở 10 thì kìa anh mới mua một lần, còn không thì bên anh có skin mà, bên anh làm được mà. Bên anh vẽ cũng được mà em ơi, chứ đâu phải là anh không vẽ được. Cấu hình game mà tầm trung. Game này là game cấu hình tầm trung nha. Cạc thế mà chơi ngon, cạc tầm 2060 là chơi ngon rồi. Cạc từ 1665 1650 1650 đó, super trở lên là chơi ngon. Game cấu hình tầm trung. Nói chung là bạn đi mua máy tính cấu hình tầm trung là người ta bán cho. Ra tiệm nói build PC cấu hình tầm trung là người ta build cho. Thế thôi, chỉ mà. Đâu khó đâu. Quan trọng là có tiền hay không thôi chứ. Chào Salit nha, chào em. Đây, tới luôn. Đấy, tới tí, qua đi. Vô luôn, lên luôn. Nguyễn Duy Vương Anh, cô kìa. Ngồi trong góc lái này nó ồn dữ ta. Cabin này nó hơi ồn mà, PC của anh Hải. Cái vô lăng nó hơi lan không được mượn, đúng rồi em. Tiền nào của nấy mà em. Thấy vô lăng của anh không? Vô lăng anh là có trợ lực luôn mà, anh tắt trợ lực rồi, anh không xài trợ lực. Xài trợ lực nó rung khó chịu lắm. Tắt luôn rồi, anh xài bình thường thôi. Đù, máy xe nó nhúng kìa. Đù, máy xe nó vô nó nhúng kìa. Nhúng dữ với máy ba. Tiền nào của nấy thôi, chứ vô lăng tiền nào của nấy. Đi ra vô lăng của anh Hải mà đi sau bì với vô lăng của anh. Trời.
Ai dám chê của anh đâu ạ, thì đồ anh em khỏi chê em thiệt. Cái đồ của anh là em khỏi chê. Xe cũng vậy nè, nó độ nghiêng là nhúng nè, thấy không? Trần Khang, nó cũng nhúng nè, thấy không? Đâu phải là không nhúng đâu. Hello Trần Khang nhá, chào em nhá. Nó vô cua mà nó nhúng mà thấy sợ á. Sợ nó lật ấy. Hello Trần Khang nhá. Cái đồ của anh là phải chỉnh chu thì anh mới đem lên like được, chứ đâu phải là vừa vừa đâu mà lên like được đâu. Chào Trần Khang nhá. Phòng này toàn đồ ngựa. Xe là không phải xe độ, phải xe thường thôi em nè. Xe khách này là anh độ rồi đó em. Đã từng được độ qua rồi chứ không phải là xe bình thường đâu. Cái xe mình đâu phải là xe thường đâu, mình độ lại rồi đó. Đi cái đồng hồ này, đi cái đồng hồ bên đây là độ đó. Nó phải là xe Zin đâu, xe Thaco Zin, đồng hồ Thaco chứ. Anh là anh độ qua đồng hồ bên đây, anh chạy cho nó lạ lạ. Ý xùi ôi, chạy đi. Cái ba chạy chậm quá. Hello Hồng Vy luôn nè. Đi. Anh ok em, tôi quẹo vô đây cái đó. Có xe à? Không có xe vô luôn à. Anh đù mé, chạy từ từ thôi ba. Mé đã chung vô xi nhan vậy rồi mà cứ làm cái đùng vô vậy á. À, chạy từ từ thôi. Tôi lạy luôn á. Anh bao đời không ba? Mé nó bao đời mọi người à, con ơi. Được nha, được nha không này ơi, được hết em. Độ từ A tới Z luôn em. Má nó chạy cái gì trời. Bao đời thì cơ. Đánh đường ơi. Xe máy bao đời nữa. Hello anh nhân. Chào Quang Lộc Nguyễn nha, hello em. Đã đây, đã lấy xi nhan quẹo vô chạy giật nhanh vô nữa chứ. Mé nó không thấy gương luôn mà. Nó đùng vô nhanh quá đâu thấy gương được đâu. Vào chân le nhá. Cho ta độ lại cái dàn nhạc nghe cho nó hay hay đi. Dàn nhạc đâu, đổ lại cái dàn nhạc coi. Đổ lại, dàn nhạc wifi rồi các kiểu chứ, đổ sàn cũng được nè. Cái sàn này đổ cũng được nha chứ bộ. Là biến là để thằng Vin thôi, để thằng Vin cho nó đẹp ha. Để thằng Vin thôi, đổ vẫn được á, tại xe độ mà. Chết người rồi anh ạ, chết rồi, chết kêu cấp cứu tao em. Chết kìa cấp cứu chứ sao giờ. Tới cái mâm xe, bánh xe còn độ mà nghĩ sao vậy, nó phải đồ zin đâu. Hằng độ hết rồi. Tránh đường cho tao đi mày, tránh đường mày. Tránh đường. Chung chung chạy vô cố vô. Chạy cho cố vô không được cái gì. Đung vô nữa nha. Đây. Phòng này thường cũng được. Thôi luôn, đi luôn. Thường cũng được. Ok em ơi. Qua luôn, đi luôn. Từ từ thôi mấy ba, dậy từ từ thôi mấy ba. Quốc Hải, hello anh. Hello em nha. Ba chạy cho cố vô. Đây, tới luôn. Đà Nẵng Gia Lai đang chạy, chào Văn Minh nha. Hello Văn Minh. Xe Đà Nẵng Gia Lai cùng Hải Vân. Đi luôn, tới luôn. Nguyễn Yến, VHH. Hello em, chào Nguyễn Yến nha. Xe đông luôn. Tới Quảng Ngãi rồi.
Trần Ly, tới đâu rồi anh? Quảng Ngãi. Anh. Chào em nha, chào cọp con nha. Nhanh đi mấy ba. Nhanh nhanh cho người ta qua coi. Chào Quốc Khánh nha mời. Wow. Gần tới chưa anh ạ? À? Gần tới hả? À? Chiều tới. Gần tới chưa em nha. Đi đâu mà nhanh tới vậy? Đi máy bay cho nhanh kìa. Chào Quốc Khánh nha. Xe nó đông mà chị chậm quá. Ê, anh khỏe không ạ? À? Khỏe em ơi. Khỏe thì mới ngồi đây chứ. Đi. Cò con, anh khỏe không? Khỏe thì mới ngồi đây. Chứ không khỏe thì làm sao mà ngồi đây. Tới luôn, hello Trân Phạm. Cố nhau cùng nhau đi xuống một đường. Chí Thiệt lo anh. Hello em. Có bao giờ xe không có đi Bình Thuận, xe đi Gia Lai, A3 Đà Nẵng Gia Lai. Mày này nghĩ nó đang vượt cái đổi lên tạc đầu. Vượt mà cứ đổ lên tạc đầu hoài. Bình thường bạn ơi, chạy như bình thường á, ngày nào chả vậy bạn. Mình vậy á, bình thường như thế này thôi à. Căng gì đâu mà căng. Rồi luôn, qua luôn. Còn căng quá thì đi ăn bánh căng đi. Qua luôn. Chí Thiệt cho nó một vả anh. Ừ, cho nó một vả luôn. Nữa, ông nội này nữa, đang chạy đổi len nữa. Mấy ba sao ấy. Thi nhân mà đổi len hay sao ấy. Qua. Quẹo luôn. Hello Di nha, chào em nha. Hello anh nhân đẹp trai. Chào em, hello em. Luôn. Chỉ có anh thôi. Qua luôn mọi người ơi, tới luôn. Cọp ơi, ai mà ngồi trên xe đó chết chết quá. Sao mà chết được. Sao mà chết được mà chết đủ nghiêng à. Tiếng máy nó rề dữ ta. Tiếng máy rề quá. Phan Trần Anh, xe đỉnh dữ. Bình thường mà. Động người ta, game mà làm như đúng rồi. Game mà làm như đúng rồi, chào Thiên Thiên nha. Thiên Thiên. Hello. Hello Thiên Thiên. Lâu dữ bạn. Đồ nội thất đi anh à. Ủa chứ đây là nội thất Vinh nè em. Đây là nội thất Vinh hay là gì em? Không biết mình độ hay chưa mà nói như bạn đúng rồi. Độ nội thất đi anh. Không biết mình độ hay chưa mà nói như đúng rồi. Chào Thiên Thiên nha. Nữa, ba nữa, tới lượt ba nữa. Tôi luôn.
ngồi có mệt không? Chứ em ngồi có mệt không? Anh hỏi nè, em ngồi có mệt không? Lấy em ra so sánh đi chứ hỏi anh chi đâu. Chào Thanh Long nha, chào Chi Hồng nha. Rồi luôn. Hello em. À không à, ừ không, ok không. Qua luôn tới. Thiên Thiên à không? Hello Cao Long nha, chào em. Anh láo quá à. Thôi luôn. Tùng Tiến, hello anh trai. Chào Tùng Tiến nha, chào em. Chào cô Hoa Trần à, hello cô à. Cuối tuần trung thu vui vẻ nè mọi người ơi. Cho qua luôn bác tài ơi. Xe động quên. Cảm ơn em nha, thank you em. Lên. Lê Quang Vinh, chào anh, vẫy vẫy. Tiếng máy nó rèm. Tiếng máy nó rèm. Tới luôn, qua luôn. Thiên Thiên, chào anh Giang. Chào em nhá. Thank you.
Thiên Thiên, đuổi em ra đi. Chào Lê Quang Vinh em ơi. Đi bay. Nghe đây, quá dữ luôn. Lên luôn, cởi luôn. Hello em nha, chào em nha. Hello Văn Tấn nhá. Đâu là nơi cho anh tìm thầy. Cứ lòng vòng. Hello Văn Tịnh.
thưởng là thương nhiều hơn. Chuồng cuốn, phi lưu. Hello em nha. Chào Ngọc Minh. Hello anh. Hello em. Hello anh. Hello Nguyễn Nghĩa. Nguyễn Quý Nhân. Nóng dữ ta. Ok chưa? Đợi tí nào. Ây xà, nông thơ nhờ, nông thế nhờ. Lên ta ơi. Văn Nam Đinh, anh có lái xe nào nữa không anh? Không em ơi. Tình em xin tươi hồn nhiên lứa túi trắng tròn.
1280 720. Đợi S5, chào anh Nhân. Hello, chào em, chào em. Tinh. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá dở anh. Nhạc đâu ta, không thấy.